Các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ thế giới. Nếu bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson cũng chính là dấu chấm cuối trong cuốn sách đầy hào hùng của vị thuyền trưởng huyền thoại người Scotland với Manchester United. Đội bóng giàu thành tích nước Anh đã thực sự rơi vào những sự bế tắc và khủng hoảng. Các danh hiệu, đặc biệt là ngoại hạng Anh cùng hào quang sáng chói trên đỉnh cao danh vọng đều lần lượt lãng tránh quỷ đỏ. Các cầu thủ, huấn luyện viên cứ thế đến rồi đi mà chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt cho đội bóng, khiến các cổ động viên càng nhớ và hoài niệm về thời đỉnh cao cùng Sir Alex. Tuy nhiên trong mớ bòng bong đó, tại nhà hát, vẫn có một người ở lại hàng tuần đều ra sân, đều gồng gánh cả một hàng thủ luôn chơi như mơ ngủ ở trên vai. Một người mà cho dù trong giai đoạn khủng hoảng nhất của Man United vẫn không bao giờ đánh mất phong độ. Anh ấy chính là thủ thành David De Gea. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại những pha cứu thua không tưởng của David De Gea trong năm nay để phần nào thấy được đẳng cấp mà thủ môn người Tây Ban Nha này vẫn đang có nhé. Hãy thử tưởng tượng trong màn vùi dập tới 6 bàn của Tottenham Hotspur trước câu lạc bộ Manchester United. Người đứng trong khung gỗ không phải là De Gea thì mọi thứ còn trở nên tồi tệ như thế nào nữa. Trong cuộc hành xác tan hoang của gà trống, hàng thủ MU như những cậu bé học việc và phải nhờ sự xuất sắc của thủ thành mang áo số 1 trong khung gỗ, những chú quỷ đỏ mới thua có 6 trái. Đẳng cấp của David De Gea cũng cứu nguy cho Manchester United trong trận cầu điên rồ gặp Brighton hồi đầu mùa. Nếu không có những cú bay lượn của tuyển thủ người Tây Ban Nha, chắc hẳn Bruno Fernandes cũng chẳng thể tạo ra khoảnh khắc điên rồ khi thực hiện thành công quả penalty khi trọng tài đã cất còi kết thúc trận đấu trước đó, mang về chiến thắng 3-2 cho Quỷ Đỏ. Paris Saint-Germain và đặc biệt là người cũ của MU, Angel Di Maria sẽ phải vô cùng tiếc nuối khi cú cứa lòng bằng chân trái sở trường của thiên thần không thể chiến thắng sự xuất sắc của De Gea, khiến cho đội bóng thủ đô nước Pháp nhận thất bại cay đắng trước Man United ngay trên sân nhà. Người hâm mộ Tây Ban Nha chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng khi thủ thành số 1 của họ vẫn mang được phong độ đỉnh cao lên trên tuyển, với những cú bay người làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Đức. Cho dù hàng thủ của MU vẫn chơi như mơ ngủ khi Luxor đã quá rườm rà, khiến cho đối thủ có cơ hội tung cú dứt điểm, thì sự xuất sắc của De Gea cũng giúp anh ôm gọn trái bóng một cách nhẹ nhàng. Dù thất bại đáng tiếc trước Sevilla và không thể thực hiện hóa tham vọng vô địch Europa League mùa giải năm ngoái, nhưng phải công nhận David De Gea vẫn có một trận đấu xuất sắc khi không ít lần anh khiến các cầu thủ của đội bóng đồng hương không thể nở nụ cười khi liên tục từ chối những cơ hội ăn bàn của Sevilla. Đứng trước khoảng cách chỉ có mấy bước chân của tiền đạo đối phương mà vẫn làm cho huấn luyện viên trưởng của đối thủ phải ôm đầu tiếc nuối thì đúng là chỉ có phản xạ nhanh như điện của De Gea mới có thể thực hiện được điều đó.
Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng của đôi chân dài miên man, De Gea còn có cho mình một sải tay cũng tuyệt vời không kém. Chính điều đó đã giúp lão Tôn của làng bóng đá có những cú cứu bóng không tưởng, khiến cho người hâm mộ của Manchester United phải vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc. Còn điều gì ngọt ngào và tự hào hơn với các thủ môn khi họ có thể cản phá trực tiếp một quả phạt đền trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Và De Gea đã không ít lần khiến tiền đạo đối phương phải ngẩn tò te tiếc nuối khi thẳng thừng từ chối những bàn thắng 10-10 trên chấm luân lưu 11m. Cho dù phải đối mặt với chân sút đang vào form như Harry Kane, thì Tôn Đại Thánh cũng không hề e sợ. Thậm chí người tiếc nuối cuối cùng lại là tiền đạo của Tottenham Hotspur khi không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng trước sự xuất sắc của De Gea. Trong những tháng ngày gánh cả hàng thủ MU trên vai, ngoài đôi tay phải hoạt động hết công suất, thì De Gea cũng phải liên tục dùng đến kỹ thuật từ đôi chân để cản phá và thậm chí là sút bóng để phát động tấn công lên phía trên cho đồng đội. Vừa rồi là những tình huống cứu thua không tưởng của David De Gea cho cả Manchester United và đội tuyển Tây Ban Nha trong năm nay. Và quả thực, nếu không có sự xuất sắc của De Gea, không biết rằng người hâm mộ của Quỷ Đỏ còn phải khóc cạn nước mắt đến bao giờ nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.